Bà con nhân dân chúng ta, lui ra ở phía ngoài vạch của sân cỏ, ngoài mép của sân cỏ để chúng ta ghi hình cho đẹp. Và tiếp theo nội dung thi thứ tư đó là đơn vị chi đội Tô Bình Diện, đơn vị 62. Huyện Nông Cống, nay là huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh trinh trưởng trong một gia đình nghèo, lên 8 tuổi đã phải đi ở cho địa chủ, phải chịu. Anh trinh trưởng trong một gia đình nghèo, lên 8 tuổi anh đã phải đi ở cho địa chủ, phải chịu bao cảnh áp bức bất công. Năm 1946, anh tham gia dân quân ở địa phương. Năm 1949, anh xung phong vào bộ đội. Tháng 5 năm 1953, quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn. Tô Vĩnh Tiễn được điều về làm tiểu đội trưởng pháo cao xạ thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367. Trong quá trình hành quân nhất, khi bộ đội ta kéo pháo qua những chặng đường khó khăn nguy hiểm, anh xung phong giữ càng lái để đảm bảo an toàn cho khẩu pháo. Kéo pháo đã sát khổ, hy sinh, kéo pháo ra càng gay go ác liệt. Tô Vĩnh Diện luôn nhắc nhở đồng đội chuẩn bị chú đáo và tự mình kiểm tra tỉ mỉ đường dây kéo pháo, xem xét từng đoạn đường, từng cái cốc rồi phổ biến cho anh em để tránh những nguy cơ xảy ra. Em chỉ đổi Tô Vĩnh. Thank you.
toàn thể nhân dân. Đơn vị 62 làng Phú Sơn, các em đang thể hiện các phần thi nghi thức đội tại sân vận động xã Lăng Thành kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Là những bông hoa tươi thắm làm rạng danh cho làng văn hóa Phú Sơn trong những năm qua. Ở nơi đây, mảnh đất xa trung tâm nhưng kinh tế phát triển, văn hóa làm những đơn vị đi đầu các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các chi đoàn, chi hội luôn đi đầu trong phong trào của các tổ chức đơn vị. Ở đó có chi bộ vững mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân xóm 12 nói chung, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của anh chị đoàn viên thanh niên để các bông hoa tươi thắm của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chi đội mang tên người anh hùng Tô Vĩnh Diện đang trình bày các tiết mục chương trình theo nghi thức đội kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2019. Đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hãy dành một tràng pháo tay cho đơn vị xa nhất, xa trung tâm xóm 12, chi đội mang tên người anh hùng Tô Vĩnh Diện và các em thể hiện những phần thi xuất sắc. Các cháu đội viên của chi đội mang tên người anh hùng Tô Vĩnh Diện đang thể hiện phần thi quay trái, quay phải. Thank you.